lanh 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 lui nữa. Hello chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip đi câu cá nha các bạn. Các bạn hãy đón xem mình câu cá ra sao nha. Bộ áo à đã. Bộ đo ỉnh à. Câu được cá lóc kia, càng ba câu được cá lóc kia, càng ba câu được cá lóc kia, câu được cá lóc kia đâu mà. Lần đầu tiên trên đời à, câu được cá lóc kiến luôn các bạn. Để các bạn xem. Thank you.
Đúng là ngày nào món chắc.
mà tỷ lệ nhé. Dân đi, dân bọt đặt đâu thôi. Đúng rồi Đinh, ra lượm lượm. Ai cổn đó, ôi cổn đó. Lúc quất tên thương anh hay đảng cần đuôi anh không anh mắc nó cái gì vô đây các bạn. Rồi cá nhỏ xíu mà tưởng là cá khủng lỗ các bạn, nó giật lên. Bây giờ nó thấy tại thông đấy mày. Đây nè các bạn, cá bự. Cá gô nhỏ xíu à. Đi về đi đâu mà đi, tao đổi chỗ đó. Đặt tiệc, đặt tiệc, đặt nuôi chơi. Tích tích má này. Tú à, gãy cần câu à. Cần, cần tủ tí hon. Có con chó tại sao ấy cái nào. Mày mà quanh chó mày tại sao ấy cả. Ngồi chó khu vuông luôn. Không luôn. Khu vuông luôn. Ai có chim, chim cười. Chim vỗ tay luôn. Vỗ tay. Ủa thế lắm. Mày trái gì rồi? Trái điên điển. Để cho nó già cho nó mọc nữa. Đừng có bẻ. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Ăn bông điên điển. Ăn bông điên điển. Cho lòng nhớ đến quê. Chồng xa em khó mà về. Chồng xa em khó mà về. Câu cá rô. Câu cá rô đồng. Không có một con nào hết. Cần thủ kia đi đâu rồi? Trốn mất tiêu rồi hả? Nhớ chọn ô hả? Ô nó, con nuôi em, bật nuôi ơi. Cảm ơn hai con còn lại không? Vì bán cái đậu cho con cá ăn đi. Cùng đậu. Đậu cá gì? Con gì? Oh.
sông buồn màu tím hoa lục bình, màu hoa tê tái cho lòng ai nhớ ai. Góp đóng bà ăn nữa đó, muối này, một em cầm thấu đã câu được một con cá rô. Sông buồn màu tím hoa lục bình, màu hoa tê tái cho lòng ai nhớ ai. Mới còn ngồi mình lòng mình nuốt bằng chốc đúng là si ấy, nụng thơm ấy hoa nạ tươi xuống đó tầm cà đạp thôi. Trong cà đạp luôn. Bắt lỗi mà phật lên nào. Hà Tú để xuống mày dở lên hoài. Dở lên sao cá nó ăn. Mày cứ thọc qua chứ nó hổn. Để cho nó yên một chỗ vậy nè, cá nó dám ăn mày cứ động vài sao cá nó ăn. Đó, để cho nó dính vậy. Cá nó kéo lên đó các bạn. Các bạn hãy đón xem. Khui. Không dính một con nào, hãy kẹ đi chiên khá nha. Chọn nó chiên khá nha, tôi không chọn kẹ đó. Đó nó chạy mở ra luôn rồi.
Giật nó dính, lâu lâu được một con. Này làm gì vậy? Câu nãy giờ mình cũng mới nè, coi câu được con cá lau kiến đó. Nó vậy người đục nước màu à. Tôi lấy cần câu cho hai thôi. Tôi lấy lại. Dùng nó lại rồi lấy bọc tép lại. Để đây nè. Để xuống. Mình đi lấy bọc tép lại. Đó, bọc ở đó đó. Còn con đó. Đúng rồi, hao mày hao máu mà hơi nước bó đây cho pin đủ rồi. Chồng ở trên rồi đi. Ừ, gặp túi kìa ơi. Hai đang làm vlog mà. Bánh này mình muốn cuốn mà thúng nó. Có mà. Cho nhã coi chút đi. Đúng rồi, cho khán giả coi chút ơi. Ủa nhóc luôn. Cá bự bự không? Cả lau kiến xin phan túi luôn luôn. Ôi mới tí cái túi này mới chai tải anh bỏ anh cho bị 8 tải rồi đó. Rồi cho nhã coi chút đi. Mẹ, coi đi nè. Tu. Nó chẳng gây nó mày. Rồi đi ăn cơm đi. bị đòn nhã bị đòn, quay phim vô luôn, nhã bị đòn, ê nhã bị đòn hấp hối khuyên hỏng túm ấy nút lại ấy túm nút lại là hỏng nút hay là bé bé em mới có một tấn cái này ủa quá để cá xuống hồi nó gớt đổ cá hết á. Sợ cho nó coi chút nữa cho gây nữa. Bọn mình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi. Dù bao chắc trở nhân tình về chuyện tình xưa, dù sao đi nữa cũng là giấc mơ, cũng là giấc mơ. Vui đi hồi lũng lỗ đó luôn rồi. Thôi video mình cũng kết thúc tại đây các bạn. Mình cũng dẹp thu
Thôi con câu về các bạn ơi, câu được có mấy con rồi. Cũng chiều tối rồi. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like và subscribe, chia sẻ để mọi người cùng xem nhé các bạn. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo tiếp theo là những video mới của mình nhé các bạn. Bye bye. Thôi mình đến nhà xin kết thúc tại đây các bạn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe.